Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát đi cảnh báo về chiến dịch tấn công mới của nhóm Mustang Panda nhằm vào Việt Nam. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin, trong quá trình giám sát trên không gian mạng thời gian gần đây, đơn vị này đã phát hiện các hành vi tấn công trái phép của nhóm tin tặc mang tên Mustang Panda nhằm vào một số tổ chức tại Việt Nam. Mustang Panda được biết đến là một nhóm tin tặc thường thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích. Thời gian qua, nhóm này đã thực hiện các chiến dịch tấn công mạng vào các cơ quan tổ chức ở khu vực Đông Nam Á bằng cách áp dụng nhiều góc tiếp cận và lợi dụng các công cụ phần mềm forfile.exe để thực hiện file độc hại được lưu ở máy chủ CNC. Đáng nói, mục tiêu mà nhóm Mustang Panda hướng tới là các tổ chức chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức giáo dục. Theo phân tích của các chuyên gia bảo mật, hai chiến dịch tấn công của nhóm Mustang Panda được ghi nhận trong các tháng 4 và tháng 5 nhằm vào tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam đã sử dụng tệp văn bản có nội dung liên quan tới cơ quan thuế và tổ chức giáo dục. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin của các bộ, ngành, các địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và nền tảng cùng tổ chức tài chính, ngân hàng, thương mại kiểm tra và rà soát hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý có khả năng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công do nhóm Mustang Panda thực hiện. Việc phát hiện sớm các cuộc tấn công sẽ giúp các đơn vị có phương thức phòng ngừa bị tấn công, từ đó giảm thiểu hậu quả của sự cố tấn công mạng. Trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể liên hệ đầu mối của Cục An toàn Thông tin là Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, số điện thoại 0243 209 1616, thư điện tử ncsc@ais.gov.vn. Trang mạng Booking.com mới đây đã cảnh báo về những trò lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo AI xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng. Cảnh báo được đưa ra ở thời điểm du khách khắp nơi trên thế giới đang hối hả đặt chỗ cho kỳ nghỉ hè của mình và có thể trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo nói trên. Theo Booking.com, AI tạo sinh đã làm bùng nổ các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, trong đó ngành khách sạn là một mục tiêu trong 18 tháng qua. Trong tất cả mọi lĩnh vực, số vụ tấn công mạng đã tăng từ 500% lên 900%, đặc biệt là những hình thức giả mạo trên toàn cầu. Xu hướng này ngày càng tăng mạnh sau khi ChatGPT ra đời. Tấn công giả mạo là một dạng tấn công mạng để thu thập thông tin đăng nhập và thông tin tài khoản của khách hàng, trong đó trang web du lịch là địa chỉ ưa thích của tin tặc bởi du khách thường phải chia sẻ thông tin trên những địa chỉ này. Booking.com khuyến cáo người tiêu dùng nên đăng ký xác thực hai yếu tố khi lướt web trực tuyến để tăng tính bảo mật và liên hệ trực tiếp với nơi lưu trú để được hỗ trợ khi có tư vấn. Booking.com và nhiều công ty lớn khác cũng đang hợp tác chặt chẽ, đồng thời dùng chính AI để chống lại vấn nạn này. Theo Cục An ninh mạng Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, mới đây, chuyên gia an ninh mạng Sivolot Kokorin đã lên tiếng cảnh báo về hình thức lừa đảo hết sức tinh vi liên quan tới hệ thống thư điện tử của Microsoft. Kokorin cho biết anh đã phát hiện một lỗ hổng khiến cho những email đến từ các đối tượng lừa đảo trở nên khó phát hiện hơn. Theo chuyên gia an ninh mạng này, đối tượng lừa đảo giờ đây có thể giả mạo những bức thư được gửi đến từ Microsoft bằng cách sử dụng địa chỉ email với đuôi a@microsoft.com. Trong bài chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Kokorin đã đề cập đến việc anh nhận được một email với địa chỉ securist@microsoft.com, địa chỉ email được cho là thuộc quyền sở hữu bởi bộ phận an ninh của Microsoft. Thoạt nhìn, đây có vẻ như là địa chỉ email chính thống. Những email này thường được gửi với nội dung yêu cầu người dùng gia tăng bảo mật thiết bị của họ bằng cách bấm vào đường link đính kèm. Tuy nhiên, thực chất đây lại là đường link dẫn tới trang web có chứa mã độc, cho phép đối tượng lừa đảo có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu và thông tin của nạn nhân. Kokorin cho biết anh đã báo cáo vấn đề này với Microsoft, phía công ty cũng đã nhận thức về sự cố này và đang nỗ lực khắc phục những lỗ hổng còn tồn đọng trong hệ thống. Trước thực trạng lừa đảo trên, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dùng cần hết sức đề cao cảnh giác, tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cung cấp các thông tin cá nhân cho những trang web không rõ nguồn gốc. Khi nhận được những tin nhắn mạo danh như trên, người dùng cần xác minh bằng cách liên hệ với công ty mà người gửi đại diện thông qua số điện thoại hoặc cổng thông tin điện tử chính thống.